Xin chào quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đầu tiên của Việt Nam. Và tôi là Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ Việt Nam. Và hôm nay tôi dành một ít thời gian để tôi chia sẻ với quý vị về một cái bộ môn rất là có lợi cho bộ não con cái của quý vị, đó là môn Soroma. Chắc là bộ môn này đối với một số phụ huynh không có lạ lùng gì, nhưng ở rất là nhiều nơi khác, rất là nhiều phụ huynh khác cũng chưa hề biết được cái giá trị lớn lao của bộ môn này. Bộ môn này gọi là Soroban. Soroban là bộ môn của Nhật Bản, và ở trên này nó có một hạt tính, dưới này nó có bốn hạt tính. Còn cũng là cái bàn tính này, nhưng mà người Trung Quốc họ có một cái bàn tính tương tự, đó ở trên nó có hai hạt và dưới nó có năm hạt, thì người ta gọi là Soroban. Và ở Hàn Quốc, khi tôi đi giảng dạy ở Hàn Quốc thì tôi thấy là người Hàn Quốc họ cũng dùng cái bàn tính của người Nhật Bản, đó là Soroban. Các anh chị thân mến, đây là cái bộ môn rất là thú vị và nó sẽ giúp cho con cái chúng ta vui với cái việc học toán, học môn toán, làm cho bé thích thú trong cái việc gắn những cái bàn tính, đặc biệt là những cái bé mà 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi đó, tức là những cái năm tháng đầu đời mà khi con học tính mà có cái bàn tính này thì rất là tuyệt vời các anh chị. Ngoài cái việc nó giúp cho con của mình tính toán nhanh, các anh chị còn thấy là rất là nhiều cái nước trên thế giới người ta có những cuộc thi giống như là bên Singapore, Malaysia, ở Mỹ, ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, có rất là nhiều cái cuộc thi về tính toán siêu tốc. Các anh chị lên Google, các anh chị gõ là tính toán siêu tốc, các anh chị sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái cuộc thi hàng năm rất là thú vị. Và các anh chị thân mến, những đứa trẻ mà trong những cái cuộc thi đó, nó đều là những đứa trẻ bình thường giống như các học trò của tôi thôi, đều là những đứa trẻ bình thường, nhưng do được luyện tập đúng phương pháp thì các con được học từ cái cơ bản rồi học lên level 1, level 2, lên tới level 5, level 10. Thì bằng tính này nó sẽ giúp cho trẻ tính toán nhanh, làm cho bộ não của con khỏe mạnh, làm cho trí nhớ của con nó tốt lên. Đứa nào mà nó học mà nó thiếu tập trung thì đây chính là một cái công cụ rất là tuyệt vời để giúp cho trẻ tập trung trong việc học. Và cái giá trị lớn nhất của bộ môn Soroban này chính là nó làm cho hai cái bán cầu não của trẻ nó phát triển một cách cân bằng. Bộ não chúng ta đã có bán cầu não trái và bán cầu não phải đó. Và nếu như chúng ta chỉ dạy cho con tính toán theo kiểu con số ở trên giấy thì chúng ta chỉ sử dụng cái bán cầu bên trái thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái bàn tính hoặc là những cái công cụ tương tự như thế này thì chúng ta đang giúp cho con của mình sử dụng cùng lúc hai bán cầu, não trái và não phải. Hãy tưởng tượng mình có hai chân. Bây giờ thế giới người ta họ chạy cùng lúc hai chân thì họ sẽ có hai cái chân rất là đẹp, đều, khỏe mạnh như nhau. Còn nếu mà chúng ta nghĩ con mất một chân lên và chúng ta chạy bằng một chân thì nó sẽ diễn ra hiện tượng gì? Thứ nhất, con chúng ta nó sẽ rất là mệt, nó rất là mệt. Rồi cái hai nữa là gì? Nếu mà một người mà có hai chân mà cứ co một cái chân bên phải lên và chỉ dùng cái chân bên trái thì chắc chắn cái chân bên trái nó sẽ to ra, nhưng cái chân bên phải nó sẽ teo lại. Và chúng ta không có lạ lùng gì trong cái việc là có nhiều trẻ bằng cấp thì nó rất là nhiều, bằng cấp thì là học sinh giỏi, bằng cấp học vị rất là cao, nhưng cái sự sáng tạo, sự linh hoạt, sự nhạy bén thì không cao. Bởi vì cái não bên phải chính là cái khu vực, cái bộ phận mà gọi là điều khiển sự sáng tạo, sự linh hoạt, nhanh nhạy, xử lý mọi cái tình huống trong cuộc sống một cách linh hoạt, thì đó là phù hợp ở não bên phải. Vì vậy nếu chúng ta muốn con chúng ta có một cái bộ não khỏe mạnh thì chúng ta, đây chính là một trong những cái bộ môn tuyệt vời mà chúng ta cần phải để ý, đặc biệt là trong giai đoạn từ 4 đến 12 tuổi, tức là độ tuổi mà học môn Soroban này tuyệt vời nhất là từ 4 đến 12 tuổi ha. Và trong độ tuổi này là giai đoạn vàng và giai đoạn bạc của đời người. Nếu chúng ta không đầu tư thì sau này chúng ta sẽ cảm thấy rất là hối tiếc. Vì vậy hãy nhanh tay dành thời gian đăng ký cho con của mình để kịp sở hữu cái bộ chương trình học trong tháng này. Chúc quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị bên cạnh đứa con yêu thương của mình và sẽ tạo ra một đứa con tài năng, thông minh, tập trung cao, học tập tốt. Chúc quý vị thành công. Sản phẩm của công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực.